Nếu tên lửa S-400 bắn hạ mục tiêu này, Nga không còn phải sợ gì nữa. Quý vị thân mến, việc huấn luyện này được xây dựng dựa trên các phân tích từ kinh nghiệm ở chiến trường Syria. Kinh nghiệm này chỉ ra rằng hệ thống phòng không ở khu vực Duyên Hải rất dễ đối mặt với các vụ phóng tên lửa bất ngờ từ tàu ngầm. Tờ Isvestia cho biết, các cuộc diễn tập như vậy đã bắt đầu và tàu ngầm Tomsk là chiếc đầu tiên phóng thử nghiệm. Chỉ huy hải quân Nga cho biết, những cuộc huấn luyện như vậy sẽ trở thành bắt buộc với các hệ thống phòng không triển khai ở vùng ven biển thuộc phía nam phía bắc nước Nga. Bài tập này sẽ được tổ chức thường xuyên, kịch bản của các cuộc diễn tập sẽ được dựa trên kinh nghiệm ở Syria. Những cuộc diễn tập như vậy là quan trọng với các đơn vị phòng không đóng quân ở các vùng ven biển, do họ sẽ là những người đầu tiên phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm của đối phương. Hiện tại S400 cùng với các tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion đang huấn luyện với chiến lược khắc chế thiết lập các vùng chống tiếp cận, chống xâm nhập A2/AD. Hai loại vũ khí này đang bảo vệ căn cứ hải quân của Nga ở Tartus, Syria. S-400 bảo vệ các tổ hợp Bashin, các tàu chiến và cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công từ máy bay và tên lửa. Tàu ngầm hạt nhân K-150 Toms thích hợp cho các cuộc huấn luyện như vậy. Đây được coi là một trong những tàu ngầm khai hỏa nhiều nhất của hải quân Nga. Năm ngoái, thủy thủ đoàn của con tàu là những người đầu tiên trong phóng tên lửa hành trình đến các mục tiêu trên biển. Tên lửa Granite là một trong những mục tiêu khủng và phức tạp nhất đối với các hệ thống phòng không, nó được thiết kế để tấn công các nhóm tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay. Một lực lượng như vậy thường có hệ thống phòng không rất mạnh. Tên lửa được lưu giữ bên trong tàu ngầm, ở các ống phóng khởi động kính với phần cánh được gặp lại. Trong quá trình phóng, gia tốc đẩy quả tên lửa khỏi ống phóng lên mặt nước. Quá trình bay, tên lửa Granite mở cánh và bay đến mục tiêu, trước khó để bắn hạ loại tên lửa như vậy khi chúng bay với tốc độ siêu âm với quỹ đạo cực kỳ phức tạp. Tên lửa Granite được trang bị hệ thống gây nhiễu Khavas, thiết bị phản xạ và hiển thị mục tiêu giả. Một khi các đơn vị tên lửa S400 bắn hạ thành công mục tiêu này, Nga có thể yên tâm trước những mối đe dọa bất ngờ của những thế lực thù địch.